Cháy như rồi nhỉ. Báo đi báo. Ôi, bùn này căng đấy. Ôi. Báo đi báo. Báo kiểu gì, nó tự có át của nó mà. Nó không nhảy được một giây kìa. Nhảy 3 giây rồi cũng nhảy đấy. Em dùng cò dao chưa đấy? Rồi. Ôi. Con mẹ. Sướng. Sao như kiểu là phun ga. Mẹ nó nổ lên em vậy. Ôi nổ lên. Ai. Cháy luôn kìa. Lại mất việc rồi. Chiều nghỉ đâu. Không được xói nữa nó cả hàng. Trực thì nó báo ở trên hệ thống kia của nó chứ. Hết chưa, hết chưa. Alo, tao phát hiện thằng bằng bóng này rồi. Cháy sứ. Nát luôn. Mẹ tao tưởng ở phòng bên mày. Ôi ban đêm mình nhìn ấy đấy nhỉ. Ban đêm thì mẹ như pháo hoa nhỉ. Mày đấy, vừa tập huấn về làm đi. Kiểm tra thôi, không phải tập huấn tập anh đi cháy. Lên dập lửa đi. Tập huấn đi kiểm tra cơ sở không cháy thôi. Để quên rồi. Đường dây cũng đứt không nhỉ? Tưởng với anh Hải đập phá cái gì ở phòng. Xin share. Mày quay 1 phút, tao quay hơn 2 phút rồi vẫn chưa hết. Từ nãy rồi, mày còn trước phút rồi. Những cái bật lửa này. Lửa ga. Sương. Còn 1 giây nó không nhảy. Đúng không? Nhảy hết chưa? Còn 1 giây sao ấy? Đấy. Úi dồi ôi. Mẹ nguy hiểm lắm. Kiểu con ra thì toi. Không, bây giờ mẹ nó mà rơi xuống đất kia thì càng nguy hiểm nữa này. Hiếu ơi, xem em gọi được dưới kia không? Kia nó phải dập cái kia thì mới ấy được.